Thưa quý vị và các bạn, đây là năm thứ năm liên tiếp PMC chúng tôi ủng hộ chương trình Giờ Trái Đất. Và đối với PMC, chương trình Giờ Trái Đất không chỉ là một khoảnh khắc để tiết kiệm năng lượng, mà là một thời điểm để chúng ta tổng kết lại chương trình hành động của năm trước và mở ra những kế hoạch tiết kiệm năng lượng cũng như là bảo vệ môi trường của năm sau. Mọi hành vi của con người đều ảnh hưởng đến trái đất, và ngược lại, trái đất cũng ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hành vi, đến cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn một triết lý mới, là triết lý sống an nhiên trong tỉnh thức. Kể từ năm 2009, khi Hà Nội là một trong những thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất, chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vì một thế giới xanh. Đến nay, sự kiện này đã nhận được sự hưởng ứng của người dân cả nước với hàng loạt hành động thiết thực. Với PMC, Giờ Trái Đất không có nghĩa chỉ là một giờ tắt điện hay tuần hành hưởng ứng, cũng không chỉ là các giải pháp tiết kiệm năng lượng công ty đang triển khai, mà còn là những hành động nhỏ nhất của các thành viên trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Một ngày mới bắt đầu lúc 5 giờ 30 sáng, nửa giờ chạy bộ trong bầu không khí trong lành sớm mai đủ để chúng ta sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng. Khi sức khỏe được rèn luyện hàng ngày, chúng ta hạn chế tối đa các nguy cơ mắc bệnh. Chúng ta không phải chi trả những khoản tiền quá lớn cho chi phí y tế và các hãng dược phẩm không có lý do để khai thác tự nhiên, mà còn giúp tinh thần trở nên sảng khoái, tỉnh táo trước khi bước vào một ngày làm việc mới với năng suất lao động được cải thiện đáng kể. Một bữa sáng đơn giản cùng vợ con không chỉ là một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề vệ sinh, dinh dưỡng, một phép toán chi tiêu nho nhỏ, mà còn là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình. Hay ra đường sớm một chút để cả nhà tránh xa được cảnh tắc đường, xóa bỏ nỗi lo phải hít khói bụi và nghe tiếng còi xe hối hả thúc giục, điều mà có thể khiến một ngày trở nên tồi tệ ngay từ lúc bắt đầu. Tiếc gì một nụ cười dành tặng đồng nghiệp trước giờ làm việc bắt đầu. Và mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc từ hôm trước, chúng ta cũng đừng quên dùng 15 phút đầu giờ để chuẩn bị cho công việc của ngày mới thật hiệu quả, hay đơn giản, tưới cho chậu cây nhỏ xinh trên bàn làm việc. Bận rộn với công việc, chúng ta đừng quên tắt màn hình máy tính khi rời khỏi bàn làm việc lâu như là một cách bảo mật, mà hơn nữa, đó còn là hành động rất nhỏ để tiết kiệm năng lượng. Đơn giản hơn là phân loại giấy in, tận dụng mặt còn trống để in nháp. Giấy đã qua sử dụng sẽ dùng để tái chế thay vì vứt bỏ. Như vậy, chúng ta không chỉ giúp tiết kiệm giấy, tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên dùng để làm ra giấy. Mỗi ngày đều như thế, chúng ta hãy luôn coi sự nghiêm túc và tập trung, bởi chỉ khi công việc suôn sẻ, hiệu quả, bản thân mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, không căng thẳng. Đó cũng là một cách để đạt được trọn vẹn niềm hứng khởi trong công việc. Và cũng như vậy, khi rời khỏi văn phòng, trở về mái ấm, chúng ta có thể dành trọn bản thân cho gia đình. Một ngày dài sẽ kết thúc bằng giấc ngủ giúp thư giãn và lấy lại năng lượng cho ngày hôm sau. Nếu muốn có một đêm ngon giấc, tại sao chúng ta không duy trì việc sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, sạch sẽ để duy trì bầu không khí trong lành? Và sao lại không thử thay đổi thói quen sử dụng quạt điện, điều hòa bằng cách mở cửa sổ giúp không khí trong phòng lưu thông? Bản thân con người khi đón nhận khí trời cũng sẽ có cảm giác khoan khoái, tinh thần thoải mái hơn so với việc đóng cửa và sử dụng luồng khí mát từ những vật dụng tiêu thụ một lượng lớn điện năng. Và như thế, chúng ta có thể hài lòng với một ngày của mình, một ngày đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc. Đến đây, chợt nhớ đến triết lý tối giản của người Nhật, một đất nước không có tài nguyên thiên nhiên, nơi mà vấn đề môi trường và bảo tồn tự nhiên đã trở nên quan trọng hơn bất cứ nơi nào. Có thể bạn thấy những hành động trên quá đơn giản, đâu có gì đáng nói. Vâng, nhưng điều đáng nói là mỗi người chỉ bằng một hành động nhỏ thôi, một chút tỉnh thức thôi, là đang góp sức mình bảo vệ những tài nguyên vô giá mà mẹ thiên nhiên trao tặng trong từng hoạt động hàng ngày. Hay nói một cách khác, với chúng tôi, mỗi giờ trong ngày, mỗi ngày trong năm đều là giờ trái đất. Và PMC chúng tôi gọi đó là an nhiên trong tỉnh thức. Có lẽ vì thế Giờ Trái Đất năm nay với khẩu hiệu Use Your Power to Change Climate Change, với ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm năng lượng, hạn chế biến đổi khí hậu, mà còn nhấn mạnh loài người cần thay đổi thói quen hàng ngày để có thể giảm thiểu những ảnh hưởng tác động đến biến đổi khí hậu. Mỗi người cần sử dụng sức mạnh cá nhân của mình để tham gia vào công cuộc chống biến đổi khí hậu, đồng thời ý thức được tác hại của việc tiêu tốn năng lượng để có thể chung sống hòa hợp được với tự nhiên, để có thể hạn chế được ảnh hưởng tối đa của tự nhiên đến đời sống con người.